Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô rất vui vì chúng ta lại được gặp nhau và cô lại được hướng dẫn các bạn chủ đề 1 bộ môn lịch sử lớp 8. Cô xin giới thiệu với các bạn, cô tên là Nguyễn Thị Hoàng Mai, đến từ trường Trung học cơ sở Đặng Trần Côn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chủ đề 1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến năm 1884 tiếp theo. Và với bài 25, kháng chiến lan rộng ra toàn quốc từ năm 1873 cho đến năm 1884 tiếp theo. Các bạn chuẩn bị đầy đủ cho cô sách giáo khoa, mở sách trang 121 cùng với vở ghi nội dung bài. Trước khi qua bài mới, cô nhắc sơ lại phần trước chúng ta đã học nhé. Sau trận Cầu Giấy năm 1873, bản hiệp ước năm 1874 được ký kết. Pháp rút quân khỏi Bắc Kỳ và nhà Nguyễn thừa nhận 6 tỉnh Nam Kỳ thuộc Pháp. Nhưng thực dân Pháp có chấp nhận chỉ 6 tỉnh Nam Kỳ này hay không? Cô xin nói với các bạn là không. Sự bạc nhược của nhà Nguyễn đã làm cho Pháp quyết tâm xâm chiếm Bắc Kỳ. Và bây giờ kế hoạch lần này của chúng như thế nào? Chúng ta cùng tiếp tục ở phần 2 La Mã. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ 2. Với phần số 1 nhỏ, thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ 2 năm 1882. Thì sau bản hiệp ước năm 1874 đã gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dân chúng. Các cuộc khởi nghĩa bùng nổ khắp nơi, đất nước gặp vô vàn khó khăn, kinh tế kiệt quệ, nhân dân đói khổ, giặc cướp thì nổi lên. Nói chung, tình hình rất rối loạn, cực độ. Trong khi đó, tư bản Pháp đang phát triển, mà Bắc Kỳ là nơi có nguồn tài nguyên dồi dào, nên chúng quyết tâm xâm lược Bắc Kỳ. Và lần này, quân Pháp đã lấy lý do gì để đem quân tấn công Bắc Kỳ? Và đây là lý do. Cô xin giới thiệu với các bạn, đây là hình đại tá Rivière. Ông là một sĩ quan hải quân và là một nhà văn, nhà báo, cũng như viết bài cho các tờ báo của Pháp. Trong quá trình xâm chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai, quân đội Pháp dưới sự chỉ huy của đại tá hải quân đã chiếm đóng Hà Nội vào ngày 25 tháng 4 năm 1882. Vậy lý do gì đây các bạn? Đầu năm 1882, lấy cớ Việt Nam không tôn trọng hiệp ước năm 1874 mà đi lại giao thiệp với nhà Thanh, dung túng quân Cờ Đen, ngăn trở việc giao thông trên sông Hồng của người Pháp. Đại tá Rivière của Hải quân Pháp cho tàu chiến cùng hơn 400 quân đóng tại Đồn Thủy, cách thành Hà Nội 5 km, nhằm uy hiếp Hà Nội. Sau đó, ngày 25 tháng 4 năm 1882, Rivière gửi tối hậu thư cho Tổng đốc Hoàng Diệu, đòi nộp khí giới và giao thành không điều kiện. Như vậy, trước tình hình đó, Tổng đốc Hà Nội sẽ đối phó như thế nào? Xin giới thiệu với các bạn tiếp theo. Đây là hình Tổng đốc Hoàng Diệu. Ông sinh năm 1828, mất năm 1882, là một quan nhà Nguyễn. Ông là Tổng đốc thành Hà Nội vào năm 1882. Và hình phía bên tay phải là quân Pháp chiếm được thành. Lập tức chúng chiếm nhiều khu vực trong thành Hà Nội, dựng lô cốt ở Điện Kính Thiên. Trước tình hình mà Rivière gửi tối hậu thư như vậy, thì Tổng đốc Hoàng Diệu đã hạ lệnh giới nghiêm Hà Nội và bố cáo các tỉnh xung quanh sẵn sàng tác chiến, đồng thời yêu cầu viện binh từ triều đình Huế. Tuy nhiên, vua Tự Đức đã hạ chiếu quở trách Tổng đốc Hoàng Diệu đã đem binh dọa giặc và chế ngự sai đường. Nhưng Tổng đốc Hoàng Diệu đã quyết tâm sống chết với thành Hà Nội. Ông cùng một số quan trong triều uống rượu hòa với máu, quyết sống chết với thành Hà Nội. Xin giới thiệu với các bạn, đây là hình chiến trường, bản đồ chiến trường Hà Nội năm 1882. Các bạn hãy chú ý phần chú thích bên hình chữ nhật bên dưới. Cái ô vuông màu đỏ chính là thành Hà Nội năm 1882. Còn cái ô có màu trắng là nơi xảy ra trận đánh quyết liệt giữa quân Pháp và quân triều đình. Và dấu mũi tên màu xanh
là quân Pháp tấn công. Như vậy, khi bọn chúng gửi tối hậu thư, chúng không đợi trả lời, nổ súng tấn công thành Hà Nội. Và một trận quyết chiến đã diễn ra hết sức quyết liệt. Quân triều đình dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tổng đốc Hoàng Diệu đã anh dũng chống trả, nhưng đến trưa thành mất. Tổng đốc Hoàng Diệu thắt cổ tự tử để bảo toàn khí tiết. Và đây là hình trận thành Hà Nội năm 1882, là một phần của cuộc chiến tranh Pháp Việt diễn ra ngày 25 tháng 4, là trận đánh giữa quân Pháp dưới quyền chỉ huy của Rivière với lực lượng quân triều đình do Tổng đốc Hoàng Diệu chỉ huy. Và cái hành động quả cảm, quyết bảo vệ thành của Tổng đốc Hoàng Diệu, nên sau khi ông mất, ông được nhân dân thờ trong đền thờ Trung Liệt cùng với Tổng đốc Nguyễn Tri Phương trên Gò Đống Đa với câu đối: thử thành quách, thử giang sơn, bách chiến phong trần như xích địa, vi nhật tinh vi hà nhạc, thập niên tâm sự vọng thanh thiên. Và cũng xin nhắc lại cho các bạn thêm một chi tiết ha. Đây là hình trái là Tổng đốc Nguyễn Tri Phương và hình phải là Tổng đốc Hoàng Diệu. Thì cả hai ông đều quyết bảo vệ thành Hà Nội. Vậy là thành Hà Nội mất. Về phía triều Nguyễn thì như thế nào? Sau khi thành Hà Nội mất, triều đình vội vàng cầu cứu nhà Thanh. Còn quân Pháp thì nhanh chóng chiếm Hòn Gai, Nam Định và các tỉnh xung quanh thành Hà Nội. Sau khi thành mất, nhân dân Bắc Kỳ lại tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược như thế nào? Bây giờ cô và các bạn cùng qua phần số 2 nhỏ. Nhân dân Bắc Kỳ tiếp tục kháng Pháp. Vậy là khi quân Pháp tiến đánh Bắc Kỳ lần thứ 2, thì lần này nhân dân chống Pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Tiêu biểu như tự tay đốt nhà tạo thành bức tường lửa chặn giặc, đắp đập, cấm kè, làm hầm trong chống Pháp. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cửa Nam, hay còn gọi là Đình Quảng Văn, cửa thành Hà Nội. Và tại đây có một cuộc chiến đã diễn ra hết sức quyết liệt giữa nhân dân ta và thực dân Pháp. Nhưng cuối cùng thì thành cửa Nam mất. Và sau khi chiếm Hà Nội, quân Pháp tấn công chiếm thành Nam Định. Các bạn nhìn đây, xin giới thiệu với các bạn, đây là thành Nam Định. Và hình bên phải là quân Pháp hạ thành Nam Định vào ngày 27 tháng 3 năm 1883. Và đây là thành phố lớn thứ nhì ở Bắc Kỳ. Khi bọn chúng hạ được thành Nam Định, thì đây lại là cơ hội của quân dân ta. Quân ta từ Sơn Tây, Bắc Ninh kéo về áp sát Hà Nội, nên Rivière phải trở về Hà Nội và một trận chiến quyết liệt đã xảy ra. Đó chính là trận Cầu Giấy lần thứ 2. Xin giới thiệu với các bạn, đây là hình Rivière trong trận Cầu Giấy lần thứ 2. Và trận Cầu Giấy lần này diễn ra như thế nào? Sau đây cô xin tường thuật cho các bạn. Trước hết các bạn hãy chú ý phần chú thích của hình chữ nhật bên dưới. Dấu mũi tên màu đỏ là quân ta tiến công và chặn đánh quân Pháp. Dấu mũi tên màu xanh là quân Pháp bị phục kích và rút lui. Sáng ngày 19 tháng 5 năm 1883, lực lượng Pháp do Villiers chỉ huy bắt đầu xuất phát rút về Hà Nội. Rivière cũng có mặt trong đội quân này. Cùng lúc, một nhóm quân Pháp do đại úy Jacques Huyn chỉ huy được lệnh canh chừng cho cuộc hành quân. Tới 6 giờ sáng thì cuộc đụng độ giữa hai bên bắt đầu và quân Pháp chiếm được Cầu Giấy. Được thông báo trước về kế hoạch của quân Pháp, quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc đã phục kích sẵn với Đại Bác ở khu vực làng Hạ Yên Khê bên trái Cầu Giấy. Khi quân Pháp tiến gần làng thì quân cờ đen bắt đầu nổ súng, Villiers bị thiệt mạng.
nhận thấy đối phương với lực lượng đông đảo có dấu hiệu chặn đường rút lui của mình. Rivière hạ lệnh cho quân Pháp vừa đánh vừa lui. Một loạt lính Pháp cùng với hai sĩ quan bị giết, một số khác bị thương. Trong khi đang lùi thì một khẩu đại bác của quân Pháp bị rơi xuống ruộng lúa, buộc Rivière phải chỉ huy quân kéo khẩu súng lên vì không muốn nó lọt vào tay quân Cờ Đen. Bất ngờ, quân Cờ Đen nổ súng vào Rivière, khiến ông ta tử vong cùng viên đại úy Jacquin và một lính thủy. Sau khi Rivière chết, quân Cờ Đen tiến tới cắt đầu và tay của ông để làm chiến lợi phẩm. 9 giờ 30 phút, toàn quân Pháp rút đến thành Hà Nội trong sự truy đuổi ráo riết của quân Cờ Đen. Quân Pháp buộc phải cố thủ trong thành Hà Nội và chờ quân tiếp viện. Như vậy, lần thứ hai, quân dân ta lại thắng ở Cầu Giấy. Pháp hoang mang, nhưng triều đình Huế lại chủ trương thương lượng. Xong, tình hình lúc này không giống như năm 1873 đâu các bạn. Pháp không nhượng bộ. Theo các bạn, tại sao Pháp lại không nhượng bộ, không ký hiệp ước giống như năm 1873? Cô xin giải thích với các bạn luôn ha. Vì trong giai đoạn này, chúng được tăng viện binh, mà vua Tự Đức thì mới qua đời. Nội bộ triều đình thì lục đục, chủ nghĩa tư bản Pháp trên đà phát triển, nên Pháp quyết định tấn công vào Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế. Như vậy là dưới sự chỉ huy của Lưu Vĩnh Phúc phối hợp cùng đội quân của Hoàng Tá Viêm thì quân Cờ Đen đã hai lần làm nên chiến thắng. Trận Cầu Giấy lần thứ nhất năm 1873 và trận Cầu Giấy lần thứ hai năm 1883. Theo các bạn, điểm giống và khác của cả hai trận là ở chỗ nào? Cố hướng dẫn các bạn nhé. Điểm giống nhau thì cả hai lần quân Cờ Đen đều giết được tên chỉ huy giặc. Lần một là Garnier, lần thứ hai là Rivière. Và cả hai lần quân ta đều giành chiến thắng, đã khích lệ được tinh thần của nhân dân. Điểm khác nhau chính là chủ trương của Pháp. Lần thứ nhất thì Pháp ký hiệp ước năm 1874 rút quân khỏi Bắc Kỳ. Nhưng lần thứ hai, sau khi Rivière bị giết, mặc dù nhà Nguyễn thương lượng nhưng Pháp vẫn tấn công thẳng kinh thành Huế mà không rút quân khỏi Bắc Kỳ như lần thứ nhất. Qua đó thấy được dã tâm của Pháp muốn chiếm toàn bộ nước ta. Và bây giờ nhà Nguyễn đối phó như thế nào với hành động đó của Pháp? Chúng ta qua phần số 3. Hiệp ước Patenot, nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ. Và trước khi chúng ta qua phần 3, các bạn cần nắm cho cô những ý cơ bản ở phần 2 nhé. Và xin giới thiệu với các bạn số 3 nhỏ, Hiệp ước Patenot, nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ năm 1884. Trước hết xin giới thiệu với các bạn, đây là bản đồ chiến trường Huế năm 1883. Các bạn lại chú ý cho cô phần chú thích trong hình chữ nhật bên dưới. Có cái ô màu đỏ chính là cửa Thuận An, còn mũi tên màu xanh là quân Pháp tấn công. Như vậy là sau trận Cầu Giấy, Pháp không thương lượng và tấn công vào Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi tiếp nhé. Chiều ngày 18 tháng 8 năm 1883, hạm đội Pháp bắt đầu tấn công cửa Thuận An. Đến 20 tháng 8, chúng đổ bộ vào khu vực này. Các bạn nhìn đây. Đây là chiến thuyền của Pháp khai hỏa vào ngày 20 tháng 8 năm 1883. Bắn phá đồn Trấn Hải ở cửa Thuận An. Vậy là triều đình xin đình chiến. Cao ủy Pháp là Hắc Măng đưa ngay một bản hiệp ước thảo sẵn, buộc triều đình Huế chấp nhận. Cô xin sơ lược về buổi ký kết giữa nhà Nguyễn và thực dân Pháp. Còn các phần nội dung chi tiết á, thì các bạn đọc thêm sách giáo khoa trang 123 nhé. Các bạn nhìn đây, đây là hình lễ ký kết
buổi hiệp ước hòa ước Hát Măng tại kinh đô Huế với đại diện của hai bên. Phía Pháp, cao ủy Hát Măng là cái người ngồi thứ ba bên trái, đại diện ngoại giao cho nước Cộng hòa Pháp. Về phía nhà Nguyễn thì có ông Trần Đình Túc, người ngồi đầu bên trái, hiệp biện đại học sĩ chánh xứ, và ông Nguyễn Trọng Hợp là người đứng, là thượng thư bộ lại phó sứ. Hòa ước có tất cả 27 điều khoản với nội dung chính là xác lập quyền bảo hộ lâu dài của Pháp trên toàn bộ Việt Nam. Hiệp ước này chính thức đánh dấu thời kỳ toàn bộ Việt Nam nằm dưới sự khống chế của thực dân Pháp. Và sau hiệp ước năm 1883 thì phong trào kháng chiến càng sôi nổi và mạnh mẽ hơn. Không chỉ thế, trong triều đình còn có thêm phái chủ chiến do ông Tôn Thất Thuyết đứng đầu, cũng xây dựng lực lượng chống Pháp. Do Bắc Kỳ không chỉ có Pháp, còn có nhà Thanh, nhưng thế lực của nhà Thanh yếu ớt, nên Pháp, Thanh ký quy ước Thiên Tân và nhà Thanh cam kết rút khỏi Bắc Kỳ. Như vậy, trên đất Bắc Kỳ, Pháp đã làm chủ tình thế, nên chính phủ Pháp bắt triều đình Nguyễn ký thêm bản hiệp ước mới, đó là hiệp ước Bastogne. Xin giới thiệu với các bạn nội dung bản hiệp ước Bastogne. Hiệp ước Bastogne được ký ngày 6 tháng 6 năm 1884. Hiệp ước này gồm 19 điều khoản, nhưng nội dung cơ bản thì giống với hiệp ước Hát Măng, chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực Trung Kỳ. Đất Trung Kỳ được mở rộng đến tỉnh Bình Thuận. Còn hiệp ước 1883 đó thì cái Bình Thuận nhập vào Nam Kỳ thuộc Pháp. Đây là cái điểm sửa đổi về ranh giới khu vực Trung Kỳ, và cũng đây là cái điểm khác biệt giữa hiệp ước 1883 và hiệp ước 1884, với mục đích là nhằm xoa dịu dư luận và lấy lòng vua quan phong kiến nhà Nguyễn. Như vậy, bản hiệp ước Bastogne đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến, kéo dài đến cách mạng tháng 8 năm 1945. Cuối cùng thì thực dân Pháp cũng chiếm được nước ta qua bốn bản hiệp ước mà Pháp đã ký với nhà Nguyễn, đó là hiệp ước Nhâm Tuất, hiệp ước Giáp Tuất, hiệp ước Hát Măng và hiệp ước Bastogne. Mặc dù vậy, các phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ 19 vẫn liên tục bùng nổ và phát triển, tiêu biểu là phong trào Cần Vương. Thì bài phong trào Cần Vương chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài 26 tiết sau ha. Còn bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Phần 1 nhỏ và 3 nhỏ, các bạn đọc thêm sách giáo khoa cho cô nhé. Bây giờ chúng ta qua phần kiểm tra lại kiến thức đã học nha các bạn. Bài tập củng cố thứ nhất. Câu hỏi: khi Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ 2, nhân dân Bắc Kỳ đã có hành động nào để chống Pháp? A. Tự tay đốt nhà, tạo thành bức tường lửa chặn giặc, không bán lương thực cho Pháp, tích cực đắp đập cấm kè trên sông, làm hầm trong. B. Bán lương thực cho Pháp mượn nhà để ở, giúp Pháp đánh nghĩa quân. C. Cùng Pháp đắp đập cấm kè trên sông, làm hầm trong. D. Tất cả các câu trên đều sai. Với câu này thì chắc dễ dàng đối với các bạn, nhưng cô vẫn giúp các bạn trả lời đáp án ha. Đáp án của câu này là câu A. Rồi chúng ta hãy qua câu số 2. Trận Cầu Giấy lần thứ 2 xảy ra vào thời gian nào? Quân ta đã giết được viên sĩ quan Pháp tên là gì? A.
ngày 19 tháng 5 năm 1883, Garnier. B. Ngày 18 tháng 5 năm 1883, Garnier. C. Ngày 19 tháng 5 năm 1883, Rivière. D. Ngày 18 tháng 5 năm 1883, Rivière. Thì chúng ta cũng đã nghe trận Cầu Giấy rồi. Và chúng ta, các bạn cũng có một giây để suy nghĩ cho đáp án câu này. Và đáp án câu này sẽ là câu C. Chúng ta hãy qua câu số 3 các bạn nhé. Câu 3. Tại sao thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế sau khi Rivière bị giết tại trận Cầu Giấy năm 1883? A. Chủ nghĩa tư bản Pháp đang trên đà phát triển, nhu cầu về nguyên liệu thị trường rất lớn. B. Vua Tự Đức qua đời, nội bộ triều đình lục đục, mâu thuẫn. C. Quân Pháp tại Việt Nam được viện trợ thêm. D. Tất cả các câu trên đều đúng. Câu này rất là đơn giản, hồi nãy cô cũng đã giải thích cho các bạn chỗ này rồi. Với câu này thì chúng ta sẽ chọn đáp án đó là câu D. Như vậy là phần củng cố lại kiến thức chúng ta đã học thì cũng đã hết. Bây giờ cô có phần nhỏ, đó là phần luyện tập ở nhà. Các bạn hãy làm cho cô hai câu sau. Câu 1. Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược? Câu 2. Sau bản hiệp ước 1883, trong triều có phái kháng chiến do ông Tôn Thất Thuyết đứng đầu. Em hãy tìm những tư liệu nói về ông. Với hai câu này thì các bạn sẽ nhanh chóng cũng dễ dàng để mà trả lời. Bởi vì chúng ta cũng đã câu 1 thì các bạn đã học hết bài 25 rồi. Câu 2 thì cái phần tìm tư liệu thì cũng khá là dễ đối với các bạn. Các bạn hãy làm hai câu này và nộp cho giáo viên bộ môn nhé. Như vậy là bài học của chúng ta hôm nay là hết. Cô chỉ dặn cho các bạn ở tiết sau là làm cho cô hai câu luyện tập hồi nãy, rồi ghi nội dung bài vừa học để củng cố thêm kiến thức. Cái cuối cùng là đọc sách giáo khoa. Không chỉ là đọc để mà mình sau kiến thức mà để mà mình chuẩn bị cho cái bài mới, để chúng ta tiếp thu bài giảng một cách nhanh chóng hơn. Và bài chuẩn bị cho tiết sau đó là bài 26, phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ 19. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tiết học sau.